Hi nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình là tiểu tử đường phố đây, rất vui gặp mọi người. Chính em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay đừng quên like và share nhớ subscribe kênh và đăng ký bên góc trái mình này. Anh em nên đăng ký kênh và bật lại chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất và sắp tới của mình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok. Trước khi bắt đầu video này thì chúc em một buổi sáng vui vẻ nha. Ăn xôi bánh mì, ăn xôi bánh mì ngon miệng nhất và xem video mình cái vui vẻ thoải mái nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, thì hôm nay cũng đã là mùng 6 Tết rồi, thì không biết là anh em đã chuẩn bị đến đâu rồi, anh em nào đi học chưa và mới đi học vậy, lịch sử được bao nhiêu vậy, được bao nhiêu không, học mình nào, link shop mình có để phần mô tả đấy, anh em qua cô gái chiến chưa đó, link shop mình có để phần mô tả đấy, anh em ghé qua ủng hộ mình vài con hàng nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Ngoài ra thì mình vừa nãy bắt đầu chính thức hoạt động lại nhá, anh em nào có nhu cầu mua bán, bữa nay ngồi cắm máy 24/24, anh em nào có nhu cầu mua bán hay gì cứ liên hệ Facebook mình nhá. Đó, mình cần thu mua hàng trắng thông tin các thứ đầy đủ thông tin luôn nhá. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, trước khi bắt đầu video này thì cũng tâm sự đôi chút, thì hai ngày qua thì mình có đi phượt đó, thì mình có báo cho anh em rồi. Ok, đó là lý do vì sao hai ngày qua mình không ra được video, thì mình có đi phượt Măng Đen, đi Quy Nhơn chơi. Ở Quy Nhơn thì mình cũng có gặp một bạn fan của mình, trên đường đi ở biển thì có một bạn bất ngờ thì anh ấy hỏi mình. Ok, thì cũng cảm ơn vì anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình, cảm ơn mọi người nha. Ok, nói chung thì hai ngày đi khá là mệt anh em, bởi vì mình đội mình đi chiều đi hạ hóng gió, đúng như theo nghĩa là đen luôn anh em, đi hóng gió là chính, chỉ tản dạo thôi. Lần nhà đi 24/24 à, đi cả ngày rất là mệt. Hôm qua 9 giờ tối thì mình cập bến một hồi để đến nhà thành công. Ok, nói chung thì có gì để bữa nào rảnh livestream mình ngồi kể sau. Giờ thì mình sẽ điểm qua Evan thời tiết hôm nay xem có gì nha, trở về vấn đề chính của game. Ok nào, để xem hôm nay bên game có nó cho thời tiết gì anh em và Evan gì. Thấy mấy ngày nay Evan khá là hot nhá. Lần này nhẹ thiệt đưa đến skill hay sao, thấy mấy anh em comment bảo mình biết á. Anh em mình đi chơi nhưng mà vẫn quan tâm bên game lắm chứ anh em phải lo. Thực ra là cái tối hôm trước hôm đầu á thì có mấy bạn nhờ X10 nhưng mà đến hôm sau thì mấy bạn lại kêu là đợi bet ngon. Đó, thế nên là thành ra là mình không có video, chứ không nếu có thì mình vẫn có video X10 trong 2 ngày đi vượt qua, nhưng mà vì mấy bạn X10 này bảo là nuôi lại nên là mình mới không ra được video nha anh em nha. Đấy. Ok, giờ mình vào xem thời tiết mà lại quên mất. Hôm nay thì có mưa lớn anh em, 12 giờ 12 đến 14 giờ 12 anh em tranh thủ thời gian nha. Mưa lớn thì xem nào, mưa lớn có gì nào. Mưa lớn có gì đây? Chúng ta cùng đi xem nha. Mưa lớn thì có X Ninja này anh em này, còn độc này, mấy Katala nha, nhưng tranh thủ thời gian, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, để tranh thủ thời gian bắt. Ok, tiếp theo đến Evan nào. Evan hôm nay có gì nhận quà? Hôm nay là tiền dinh có hot, mốc 1k nhận được Classic X10 hôm nay, công chúa DNC nha mọi người nhá, là công chúa kim cương. Ok anh em là có nhu cầu rút X10 thì liên hệ mình nha. Hôm nay có sự kiện tiêu phí khá là ngon luôn này, kèm theo sự kiện wow, vừa đĩa vào mê cung, vé vào mối cung cộng với đĩa skill này khá ngon luôn. Anh em nào có nhu cầu rút X10 thì cứ liên hệ Facebook mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó, nhận rút hết, hôm nay nhận rút vào rút hết, bao nhiêu ông rút, ok, cảm ơn. Thế mà xem nào còn gì nữa không. À, quả hot vẫn còn này anh em này, hôm nay nữa này, hôm nay không một cuối à. Đây một cuối này, anh em nào chưa nhập đủ thì nạp mà nhận Abiga chiêu nha, mình có rồi. Và lần nào có tiêu đĩa skill thì không thể nào thiếu, đó là sự kiện đổi quà đây rồi anh em, thu hồi đạo cụ thần thú tính ra. Ok, Necroma nổi bát nào. Đấy, nổ ra phát Mega Necroma. Nổ phát mình còn sợ chứ đừng nói mọi người. Dương niềm vui này là 2k nhận được một cái phiếu Faction đổi điên tha nha mọi người nha. Cái Faction á. Ok. Ủa vậy là hết Evan rồi. Ủa xem Evan mới được nhanh nhỉ. Ở hết Evan thì tranh thủ bắt đầu đi tiêu phí các thứ anh em. Sau mấy ngày tích lũy thì đến ngày đập phá rồi. Đấy, đến ngày mình lại đập phá rồi anh em. Đấy, đến ngày chúng ta lại nâng cấp đập phá thôi. Ô, 98 kìa. Đau đấy. Từng lên được gần 7, lên được 700 thôi anh em. Mai chúng ta nhận thêm kim cương nha. Ok, cũng được rồi. Tiếp tục đến với võ đài. Bao nhiêu điểm? À, còn một cái này chưa lâng lên 70 à. 69
70, ngon lành. Khám nhanh. Đây còn cho nữa, còn cho chưa khám được, khám nhanh. Thu hồi nhanh anh em. Ra ngoài lại có kim cương nhiều không coi, tất cả full 70. Có hả? Đùa. Còn bắt vào đi mà nhận như này luôn hả? Có chứ sao không có anh em. Ok, 40 kim cương anh em. Cũng được, đâu nói nào đâu, đâu đâu, quay lại nhỉ, cũng được. Ok, tiếp theo ta đến với thiên phú coi nào. 700 điểm à. 700 điểm thì nâng gì ra ta? Ở đây, nâng bền lên đi. Chắc vừa đủ chứ mấy. Còn không đủ anh em level 8 thôi. Đủ lần cái này phát nữa lên level 4. Nâng xương xương nhẹ nhẹ thôi anh em, vuốt xương xương nhẹ nhẹ thôi. Thì thật hai con mèo nó nghịch quá. Cuối cùng nó là đài sao ước nha. Cái đài sao ước này lâu lắm rồi mình không vào này, mới là mở được chưa? Xem nào. À, sẽ mở được ô cuối cho con PR này anh em này. Chẳng đủ đây luôn. Rồi, hai cháu được full rồi anh em. Chính thức full cho hai cháu nha. Xem PR nào. Xem có gì không? Định nhận anh em. Ồ, 5k6 luôn à, lâu lắm rồi mình không về đây. Ok, mong sao tháng này sẽ ra nhiều cái cam nào. Ngồi đốt 5k. Đây coi xem nào. Thôi nhanh. X10. Ô, được một cái tím rồi anh em. Đó, chưa thấy thế nào nhưng được một cái tím là thấy ngon lành rồi. Giờ phát nữa nào. Làm nào, ra một cái cam coi nào, nổ phát ra cái cam cho nó rực rỡ nào. Mình đang cần săn mấy cam anh em. Đặc biệt là mấy cái loại tại skill mới thì càng ngon. Đen vậy. Cái này là cái gì? Nữa thì thôi thu đi. Cam không? Cũng không được cam anh em, tím thôi. Đen đấy nhỉ. Ồ, không nhảy lên nổ luôn anh em. Chết dở hết 5 cả đá mà không được một cái cam đen lắm. Tùy thôi, nói chung đi. Đấy, mấy cái này thì anh em ơi, nó đều có tỷ lệ hên xui hết mọi người, không phải lo. Ví dụ như anh em hên á, nhiều khi up 1k, 2k thôi. Nó cũng ra cả đống cái cam rồi. Nhưng mà đã xui ha, phá hẳn 10k, mười mấy k cũng khẳng ra. Bởi vì mình đã từng làm rất nhiều cái này. Hãy nham à. Tiếp tục nào. Chúng ra toàn ba cái xanh thôi, đồ lam thôi chứ không ra được đồ tím hay cả đồ cam. Sáng nay có vẻ rất là đen nha, vì nãy giờ mình phá hơn 1k rồi anh em. Mình vừa mới có 5k6 mà phá nãy giờ là hơn 1k rồi. À đây, đây, nhưng mà đừng những cái như thế anh em. Đó, thì nó mới thấy có ý nghĩa chút. Tiếp tục nào. Nói chung này phá hết sạch luôn anh em, xem hết phá sạch tài nguyên luôn, xem được bao nhiêu, được nên được chiếm bao nhiêu. Giờ mình sẽ làm tốc độ nhanh nha. Thêm một cái tím à, hai cái tím. Không ra là một cái cam nào luôn hả? Ra một cái lam. Cái này nhiều bạn còn xúi mình bảo đi X1 đi anh. Nói chung mình nói rồi, cái này mình test rất là nhiều rồi nha. Anh em X1 hay X2 nó cũng vậy thôi. Nói chung là tùy vào số thôi. Sáng nào, hôm nào mà anh em đắm may á thì nhất định nó sẽ ra, còn đâu anh em đã đen á thì thôi, dẹp luôn đi. Đến một cái nó ra đó, lại ra một cái tí nữa kìa, đấy. Nó là vậy đấy anh em, hên thì nó ra đầy, xui thì thôi. Cái cụ bảo là đen thôi, đỏ quên đi đấy, cái kiểu trò vậy nó đấy anh em, đấy. Đen thì thôi, đỏ thì quên đi, thôi, bỏ luôn. Rồi lại ra một cái tím. Rồi mất, đây đây anh em bảo là sai mất máu khi vào trận đây. Anh em đeo vào cái sáu ước là mỗi hiệp đến lượt nó mất 20% máu để hồi lại 22% uy lực. Cái này thì không nên đeo nhá, cái đấy thì cũng rút ra thôi chứ đeo làm cái gì, vì đeo nó không có giá trị gì anh em. Đó. Tốt nhất là không nên đeo cái đấy nhá. Một cái tím nữa à, ngon. Thôi không sao, đủ được bộ tím thì cũng được rồi. Đấy, ra được nguyên độ bộ tím là cũng êm rồi chứ cũng chẳng nhất thiết. Nếu mình thấy này thì chắc sáng nay không có hy vọng trông chờ một cái món cam rồi anh em. Khó lắm. Hết 5k đá mà không ra được cái cam nào cũng hơi bị đen đấy nhỉ. Toàn tím không.
còn 400, còn 4 phát nữa, xem nào. 2. 1 phát nữa. Được hai cái này là gì đây? Một cái đất, một cái hệ nước. Cũng được, để về sau cho bét sau anh em. Ok. Vậy là cũng đã phá sạch 5k đá rồi anh em. Giờ mình sẽ bắt đầu đi mang lại cho từng cháu một. Đầu tiên là PR trước. Được khá là nhiều cái tím đấy anh em. Đấy, khá là nhiều tím nha. Cái đam này từ để tí mang cho con đấy anh em. Hẳn cái này thôi, vì con này không đánh đam, nó đánh crit. Anh em cứ phải căn vậy nha. Cái nào đồ nào cho con nào nó ngon ngon tí. Đấy, đừng có build tào lao. Nếu khi lực chiến lại không lên, đừng kêu anh ơi, sao lực chiến nó không lên. Đó, đến đấy này không, mình cũng chịu luôn, không biết giải thích sao cho mấy bạn hiểu. Ô. Con này có một cái ấy à. Xem nào. Từ. Đây có một cái đào cam anh em, mỗi lần tấn công xong có 30 tiền ngẫu nhiên kiếm một BT đóng băng không, cái này để mang cho con quay anh em. Cầm mà mất HP nhiều đấy. Đây rồi. Cái này là gì? Mình nhớ rồi. Xem nào bên này có cái nào không. HP gì đấy. Thêm, tăng thêm 300 sát thương kéo dài 3 hiệp, ok có ra. Tăng đam speed ở 2 hiệp đầu của 10%. Sẵn tặng cái này này, speed ở 2 hiệp đầu của 10% cũng rất là ngon nha. Nói chung cái sao ước này thì nó tùy theo mỗi anh em chơi, anh em khắp team, khắc hệ thứ như nào thôi chứ đâu. Nó không, mình cũng không nói trước được. Đâu như cái bùng cháy này của mình á, thì mình khuyên anh em thì nên mang cho con này này. Đây, mang cho cháu này. Nó sẽ hợp lý hơn. Vì sao? Hai con này mình đều có mỗi con một cái này, thì khi mà tấn công hai con tấn công thì ngẫu nhiên sẽ có 30 tỷ lệ, thì tất nhiên bên đầu bạn kiểu gì cũng sẽ biết bị cháy và tấn công bóng băng rồi anh em. Đó, nó rất là ngon. Giờ thì tích đá để mở thêm cho cháu này thêm ô nữa thôi. Giờ thì đến của cháu Y. Đó, giờ thì đến của cháu Y anh em. Uno đội cuối cùng này thì sẽ mang cho cháu cái gì nào? Hệ nham, hệ nước, đất, hệ bay. Hệ nước à, toàn ba cái hệ nước à. Rồi, một cái nước ngon này rồi, giật phản đồ thôi. Đấy, cái đam thì cũng không để con này nhá. Cái đam này mình để cho Black. Black nó white chứ, mình sorry mọi người. À đúng rồi. Black kill ram anh em, Black nó dùng đam. Đó. Anh em cũng coi lên cộng đồ sẵn như thế này. Không dạy thì cứ mang thôi. Đến lượt con nào thì cứ thế mà mang. Nếu mà không có thời gian như mình. Ok. Tiếp tục lần nào. Hạn vô. Lần. Hạn vô. Ok. Sau một hồi nâng cấp thì team đội mình cũng đã hoàn chỉnh và đỡ nhân nhiều rồi anh em. Dù rằng lực chiến nó không được bao nhiêu nhưng mà nó cũng đỡ nhiều. Ủa còn này cũng có một cây sao ước cam gì đây. Ngon nhỉ. Nhà nguyện team băng mình ok rồi anh em. Giờ thì mình sẽ đi đấu PK một phát lâu lắm rồi không giao đấu. Mới biết là anh em đánh top mấy rồi. Ok. Wow, đâu ngày không đánh, bây giờ anh em lên được chiến cao quá. Và test chơi thôi anh em. Đó, và test chơi thôi chứ giờ đánh chắc cũng không lại rồi. Trả lại như ngày xưa nữa. Ok, ra trận nào. DNC bá chủ rồi anh em. Madgat mình sẽ để chế độ auto nhá. Auto đánh cho nó vui. Vì biết trước là sẽ thua nên là mình sẽ để chế độ auto luôn đánh cho nó vui anh em. Đó. Ui giời ơi. Ui giời ơi, biết trước luôn mà anh em. Đó. Biết trước là chúng ta sẽ thua nên là cũng không có nhiều cái gì vấn đề phải buồn đau lắm. Đó. Vấn đề này vấn đề được biết trước rồi anh em. Thôi giờ thì cố gắng chăm sóc điêu nợ nàng này thôi.
Ok, nói chung thì cái video giải trí nhảm nhí sáng nay của mình kết thúc đây thôi. Xin chào chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Từ Từ Đường Phố mình nha. Và mong anh em ủng hộ cho kênh về lâu về dài. Cảm ơn, bye bye. Hẹn gặp mọi người video theo, nhớ like, subscribe kênh nha. Và xem video ủng hộ mình thì đừng bỏ qua quảng cáo nha. Bye bye.